Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Thưa quý vị, thưa các bạn, là chức năng lãnh đạo của Đảng và cũng là nội dung quan trọng của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, đó là công tác kiểm tra giám sát. Và khi thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát sẽ bảo đảm cho chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng, của các cấp ủy và chính sách pháp luật của nhà nước được thực hiện đúng, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên. Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong mục sự kiện bình luận. Trước hết, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời sự. Thưa quý vị, thưa các bạn, sáng nay ngày 8 tháng 5, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ ra quân trực tuyến hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, truyền thông vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Lễ ra quân được triển khai đồng bộ từ trung ương đến cấp tỉnh, cấp huyện trong toàn quốc với chủ đề Bảo hiểm xã hội, điểm tựa của bạn và gia đình. Dự lễ ra quân có lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và tại điểm cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, Bảo hiểm xã hội các quận, huyện trong cả nước. Tại điểm cầu của tỉnh có lãnh đạo Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Hội Nông dân tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bưu điện tỉnh, điểm cầu 7 bảo hiểm xã hội các huyện. Lễ ra quân nhằm thông tin sâu rộng về ý nghĩa, vai trò, tính nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình và quyền lợi ích khi tham gia. Nhấn mạnh mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho người dân để người dân hiểu việc tăng mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 tương ứng với việc nhà nước tăng mức hỗ trợ đóng và mức lương hưu cũng tương ứng tăng. Truyền thông những thiệt thòi khi thanh toán bảo hiểm xã hội một lần. Lễ ra quân cũng truyền thông chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, qua đó khẳng định sự quan tâm sâu sắc, sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đối với sự nghiệp an sinh xã hội cho toàn thể nhân dân. Phát biểu khai mạc và phát động, đánh trống lễ ra quân, ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhấn mạnh, với tinh thần cả nước chung tay thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân. Đây là dịp tăng cường truyền thông về công tác phối hợp tổ chức thực hiện nghị quyết số 28 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và nghị quyết số 20 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Góp phần khẳng định quyết tâm chính trị cao trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo tinh thần các nghị quyết của Đảng trong toàn hệ thống chính trị xã hội từ trung ương đến địa phương, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Tăng cường vai trò trách nhiệm của các bộ ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội, quyết liệt trong thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nỗ lực phấn đấu hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân. Tại hội nghị, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tích cực chủ động tham mưu, tăng cường lãnh chỉ đạo trong công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chủ động báo cáo kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại địa phương để có giải pháp kịp thời huy động cả hệ thống chính trị trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nâng cao tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chú trọng nâng cao hiệu quả truyền thông để người dân hiểu và tham gia. Sau buổi lễ, tại các điểm cầu tổ chức truyền thông lưu động về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình thông qua phát thanh lưu động bằng phương tiện ô tô, xe máy trên các tuyến đường chính, khu tập trung đông dân cư. Đồng thời, chia thành các nhóm tuyên truyền trực tiếp, tư vấn, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Từ năm 2021 đến nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ trì bắt giữ, khởi tố 36 vụ, 41 đối tượng về hành vi mua bán vận chuyển tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm hơn 58 gram heroin, 126 gram thuốc viện, 16 viên hồng phiến và nhiều tang vật liên quan. Nhận định Lai Châu có đoạn biên giới dài hơn 265 km và có nhiều lối mở, đường mòn qua lại biên giới và là một trong những yếu tố để các đối tượng lợi dụng vận chuyển, buôn bán ma túy trên tuyến biên giới. Mặt khác, hoạt động mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy trên tuyến biên giới Lai Châu thời gian qua có xu hướng gia tăng về quy mô và mức độ nguy hiểm. Để đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy trên khu vực biên giới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, các đồn biên phòng tăng cường tuần tra kiểm soát, người, phương tiện, hàng hóa qua lại biên giới, đường mòn, lối mở, khu vực cửa khẩu, sông suối.
đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an thực hiện công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, duy trì công tác đối ngoại biên phòng thông qua các hình thức trao đổi phù hợp, kịp thời thông tin tình hình liên quan đến công tác phòng chống ma túy với nước bạn Trung Quốc. Vụ mùa năm nay, toàn tỉnh có kế hoạch gieo cấy 22.577 ha với các giống lúa chủ yếu là tẻ dâu, bắc thơm, hương thơm, Z02, nếp và một số giống địa phương. Để đảm bảo kế hoạch gieo cấy vụ mùa, ngành nông nghiệp đang tích cực phối hợp với các huyện, thành phố trong tỉnh, chỉ đạo nông dân tích cực làm đất, khơi thông kênh mương thủy lợi để đảm bảo dẫn nước khi mưa xuống. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, đến thời điểm này người dân đã làm đất được 800 ha, chủ yếu là diện tích trên chân ruộng một vụ thuộc các xã vùng cao. Cùng với đó, nhân dân đã gieo mạ được 1.300 ha, dự kiến toàn tỉnh sẽ làm đất trên 8.000 ha và sẽ gieo cấy trên 60% diện tích lúa mùa trên chân ruộng một vụ trong tháng 5 này. Thưa quý vị, thưa các bạn, để chủ động sẵn sàng ứng phó, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, chủ động bám sát tình hình thực tế, Bộ Y tế đã xây dựng phương án bảo đảm công tác y tế ứng phó với các tình huống dịch COVID-19 năm 2022-2023. Trên cơ sở kế hoạch của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tham khảo kế hoạch đáp ứng của một số quốc gia và thực tiễn tình hình dịch bệnh tại Việt Nam, thực hiện nghị quyết số 38 của Chính phủ, Bộ Y tế xây dựng các tình huống dịch COVID-19 trong giai đoạn chuyển tiếp từ phòng chống đại dịch sang quản lý bền vững như sau. Tình huống thứ nhất, chủng virus vẫn tiếp tục tiến hóa, tuy nhiên do cộng đồng đã có miễn dịch nên số trường hợp nặng và tử vong giảm dần, dẫn đến các ổ dịch không còn nghiêm trọng như trước hoặc xuất hiện biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 nhưng ít nghiêm trọng hơn. Tình huống thứ hai, xuất hiện biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 có khả năng làm giảm hiệu quả vaccine hoặc miễn dịch, khiến ca mắc có triệu chứng nghiêm trọng hoặc tử vong tăng lên, đặc biệt ở các nhóm dễ bị tổn thương. Trong hai tình huống này, Bộ Y tế nhấn mạnh một trong bốn nguyên tắc đặt ra là vaccine là biện pháp hữu hiệu trong việc giảm nguy cơ chuyển nặng tử vong. Tỷ lệ bao phủ vaccine cao ở tất cả các nhóm đối tượng, đặc biệt là nhóm dễ bị tổn thương và nhóm nguy cơ cao, là nền tảng để từng bước nới lỏng các biện pháp y tế và biện pháp xã hội khác. Ở tình huống thứ nhất, Bộ Y tế đề xuất một số hoạt động tập trung ở tình huống này là nghiên cứu tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi thứ tư cho người lớn. Ngoài ra, tiêm mũi thứ ba cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 18 tuổi và tiêm chủng cho trẻ từ 3 tuổi đến 5 tuổi để sớm triển khai tiêm vaccine cho các nhóm đối tượng ngay trong năm 2022. Với tình huống thứ hai, Bộ Y tế sẽ phối hợp chặt chẽ với WHO, các nhà sản xuất vaccine để cập nhật các loại vaccine phù hợp với biến chủng mới của virus SARS-CoV-2, kịp thời báo cáo Chính phủ để cập nhật và cho phép mua bổ sung phục vụ tiêm chủng cho người dân. Bên cạnh đó, theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh trên thế giới, trong nước, cụ thể là tăng cường công tác giám sát sự xâm nhập của biến thể mới tại các cửa khẩu, khu vực biên giới, tiếp tục giám sát phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh tại cộng đồng, tập trung giám sát các trường hợp nhập viện, điều trị tích cực và các trường hợp tử vong. Ở tình huống này, sẽ thực hiện linh hoạt nguyên tắc ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng dập dịch theo quy mô và phạm vi hẹp nhất có thể, phù hợp với diễn biến dịch bệnh. Áp dụng linh hoạt công thức chống dịch 5K cộng vaccine, thuốc, cộng điều trị, cộng công nghệ, cộng ý thức của người dân và các biện pháp khác. Thưa quý vị và các bạn, bằng những giải pháp cụ thể với phương châm chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, ngay từ đầu năm, huyện Tân Uyên đã chủ động các phương án hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, đảm bảo ổn định các hoạt động về kinh tế xã hội, an ninh và quốc phòng. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tân Uyên là cơ quan thường trực phụ trách công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm, phòng đã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các xã thị trấn nơi có nguy cơ xảy ra thiên tai, kiểm tra, rà soát trước mùa mưa lũ để có các giải pháp đề xuất với Ủy ban Nhân dân huyện. Đối với các điểm có nguy cơ tiềm ẩn cao về sạt lở đất, lũ quét, phòng tiến hành rà soát, tham mưu, đề xuất cho Ủy ban Nhân dân huyện các dự án di dân khẩn cấp, phòng chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Để chủ động trong cái việc ứng phó phòng chống thiên tai, thì phòng đã tham mưu ban huyện thực hiện một số cái biện pháp sau. Thứ nhất là tham mưu ban huyện thành lập kiện toàn ban chỉ huy phòng chống thiên tai các cấp, kiện toàn tổ xung kích của các thôn bản, đồng thời phân công nhiệm vụ, phân công lịch trực và duy trì nghiêm chế độ trực trong mùa lũ. Thứ hai là thường xuyên theo dõi thời tiết,
tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền nhân dân chủ động các biện pháp ứng phó phòng chống thiên tai như là chẳng chống nhà cửa, tỉa thưa những cây cối xung quanh nhà, vận động hướng dẫn nhân dân khi mưa lũ không qua sông suối, không vớt củi sức cá. Thứ ba là tham mưu ban huyện tổ chức rà soát các công trình phòng chống thiên tai, chủ động tu sửa trước mùa mưa. Tư là tổ chức là nạo vét thanh thải sông suối, các cống rãnh đảm bảo tiêu thoát lũ trong mùa mưa. Thứ năm là thực hiện rà soát các hộ trong khu vực nguy hiểm thiên tai, chủ động di chuyển trước mùa mưa và thường trực thường xuyên theo dõi thời tiết, nắm tình hình, chủ động ứng phó với thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ. Năm 2021, trên địa bàn huyện Tân Uyên có 31 nhà bị ảnh hưởng do thiên tai tại các xã Nậm Sỏ, Thân Thuộc, Bắc Ta, Phúc Khoa, Mường Khoa, Nậm Cần và thị trấn Tân Uyên. Tổng diện tích bị thiệt hại 15,65 ha cây cối, hoa màu, 54 con trâu, bê, nghé, chết do nhiễm lạnh và sét đánh. Bên cạnh đó, các tuyến đường giao thông, công trình thủy lợi, nước sinh hoạt tại nhiều xã bản của huyện cũng bị ảnh hưởng do mưa lũ. Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Uyên đang chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, huyện, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng chống thiên tai. Kiện toàn và chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, các xã thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức diễn tập. Kiện toàn tổ chức bộ máy cấp huyện, xã thị trấn, chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện thường xuyên kiểm tra địa bàn, nắm tình hình cơ sở, báo cáo chính xác thông tin và có kế hoạch di dời khẩn cấp hộ dân vùng nguy hiểm có nguy cơ xảy ra sạt lở đến nơi an toàn. Để làm tốt, chúng tôi cũng Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn và phòng chống lụt bão huyện thì xác định một số cái nhiệm vụ. Cái thứ nhất là công tác tuyên truyền, chúng tôi xác định đây là một trong những cái nội dung mà nó rất là quan trọng, vì có tuyên truyền vận động người dân những cái vị trí mà xung yếu thường xảy ra những cái lũ trong hoặc là dông lốc trong cái các cái năm mà chúng tôi nhận định và chúng tôi thấy là những cái năm đấy là những cái vị trí đấy là thường hay bị ảnh hưởng lớn nhất. Là xác định những cái việc như vậy thì chúng tôi tuyên truyền vận động cho người dân, chỉ đạo các cái cơ quan đơn vị, các xã thị trấn là làm tốt công tác phòng ngừa. Thế còn khi mà có mưa lũ xảy ra thì chúng tôi cũng thường xuyên cập nhật tương tác kiểm tra và có những cái giải pháp cụ thể. Ví dụ như là nếu trong trường hợp mà có xảy ra sạt lở, có xảy ra cái tình huống khẩn cấp như nhà dân bị dông lốc, nhà dân bị sạt lở do cái mưa lũ gây ra thì kịp thời là thực hiện phương châm 4 tại chỗ, chỉ huy lực lượng rồi là xử lý các tình huống tại chỗ. Thưa quý vị, thưa các bạn, với đặc thù huyện biên giới khó khăn của tỉnh Lai Châu, thời gian qua huyện Nậm Nhùn đã và đang huy động mọi nguồn lực để vượt khó xây dựng nông thôn mới, qua đó góp phần hiện đại hóa hạ tầng nông thôn, cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho người dân trên địa bàn. Cứ vào mỗi dịp cuối tuần, bà con bản Hủy Pết xã Nậm Hàng lại tích cực dọn dẹp vệ sinh, phát quang hành lang, sửa chữa những đoạn đường bị sạt sụt để đảm bảo đi lại luôn được thuận tiện, tạo cảnh quan cho bản làng, nông thôn vùng cao. Từ khi được nhà nước xây dựng đường giao thông, bà con nơi đây rất phấn khởi bởi kinh tế ngày càng đi lên khi hàng hóa được thông thương thuận lợi. Chính vì vậy, ý thức bảo vệ đường giao thông luôn được bà con nâng cao. Từ khi dân ta được hỗ trợ đường nông thôn thì dân ta cũng rất là gắn bó với nhà nước, là đưa cái đường này sạch sẽ và vệ sinh sạch sẽ môi trường và cũng tạo việc làm rất là nhiều cho bà con tại bản cũng như là tại xã. Cả bên bản thì cũng chấp hành sửa đường, tô sửa cái đường cho nó dân đi lại thuận tiện, vệ sinh môi trường sạch sẽ cho bản. Nhận thức rõ lợi ích mang lại từ chương trình xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, nhân dân trên địa bàn xã Nậm Hàng đã tích cực đóng góp trên 10.000 ngày công lao động, hiến gần 30.000 mét vuông đất, làm đường, xây dựng nhà văn hóa. Hiện nay, xã đã đạt 15 trên 19 tiêu chí nông thôn mới, trên 97% dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh và điện lưới quốc gia. Gần 70% hộ có nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh. Tỷ lệ cứng hóa mặt đường đạt gần 80%. Đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày một cải thiện, công tác giáo dục đào tạo được quan tâm.
xã Nậm Hàng phấn đấu đến năm 2024 trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới. Về công tác xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2020-2025 đối với địa bàn xã Nậm Hàng, cũng như là cái nghị quyết của Đảng ủy đã đưa ra và cái kế hoạch từng giai đoạn và các từng tiêu chí, thì ủy ban đã dựa trên cơ sở đó để xây dựng kế hoạch chi tiết từng năm một để thực hiện các tiêu chí, và các tiêu chí non để khắc phục. Ở trên cơ sở đó thì đã phân công cụ thể từng ban ngành đoàn thể và chuyên môn để xây dựng nội dung chương trình chi tiết để thực hiện từng tiêu chí một đối với địa bàn xã Nậm Hàng, để sớm năm 2024 về xã, về cán mốc là xã hoàn thành tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Sau hơn 9 năm xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn huyện vùng cao biên giới Nậm Nhùn ngày càng khởi sắc. Hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng khang trang, đường giao thông được bê tông hóa, người dân được tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản. Toàn huyện đã có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, không có xã dưới 10 tiêu chí. Năm 2022, huyện Nậm Nhùn phấn đấu đạt 15,5 tiêu chí trung bình của toàn huyện. Chương trình nông thôn mới năm 22 thì chúng tôi cũng đã tham mưu xây dựng cho ban huyện ban hành cái kế hoạch thực hiện năm 2022, thì phấn đấu là sẽ đạt 15,3% trung bình tiêu chí của cả huyện. Và tiếp tục là đầu tư mọi nguồn lực thì chúng tôi cũng vừa rà soát lại các danh mục chỉ tiêu để phấn đấu đến hết giai đoạn này thì chúng tôi có một xã Nậm Hàng theo nghị quyết đại hội đảng bộ huyện đặt ra là sẽ đạt nông thôn mới. Đối với xã Nậm Hàng thì thứ nhất là chúng tôi tiếp tục cái làm tốt cái kiện toàn ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia. Thứ hai là tiếp tục tuyên truyền đến toàn thể bà con nhân dân và có cái sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, là cái về nắm được cái sự cần thiết để hoàn thành cái chương trình mục tiêu quốc gia để đưa cái diện mạo mới về với Nậm Nhùn chúng tôi. Dù còn nhiều khó khăn nhưng huyện Nậm Nhùn đang nỗ lực quyết tâm thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới. Mục tiêu trong 5 năm, từ 2020 đến 2025, huyện phấn đấu không còn xã dưới 15 tiêu chí và thêm một xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thưa quý vị, xác định công tác kiểm tra giám sát có vai trò rất quan trọng, là một trong những giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Những năm qua, cấp ủy tổ chức đảng các cấp trong tỉnh đã thực hiện công tác này theo hướng toàn diện, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Cụ thể về những kết quả đạt được và nhiệm vụ cần tập trung thực hiện của công tác kiểm tra giám sát thời gian tới, quý vị và các bạn cùng theo dõi qua phần trình bày của biên tập viên Vân Anh. Xin mời chị Vân Anh. Vâng, cảm ơn chị Kim Chi. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, đặc biệt là từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 cho đến nay, tỉnh ủy, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đã ban hành quy chế làm việc nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ đạo sớm triển khai thực hiện chương trình kiểm tra giám sát toàn nhiệm kỳ và hàng năm có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy, tập trung kiểm tra giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, kịp thời kiểm tra, giám sát, giải quyết các vấn đề quan trọng khác. Ủy ban kiểm tra các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy đảng thực hiện khá toàn diện nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo điều lệ đảng, sát với yêu cầu thực tiễn. Kịp thời nắm tình hình tổ chức đảng và đảng viên, phát hiện tổ chức kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm, tăng cường kiểm tra tài chính đảng, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng, mở rộng giám sát, chỉ đạo hướng dẫn cấp ủy tổ chức đảng, cán bộ đảng viên chấp hành nghiêm kết luận kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Nổi bật trong năm 2021, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đã thực hiện 9 cuộc kiểm tra giám sát đối với 43 tổ chức đảng, 16 đảng viên, trong đó kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1 tổ chức đảng và 7 đảng viên, thực hiện thi hành kỷ luật 7 đảng viên. Chỉ đạo đôn đốc Ủy ban kiểm tra các cấp tham mưu giúp cấp ủy tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch kiểm tra giám sát ở cơ sở. Từ đó, các cấp đã kiểm tra 309 tổ chức đảng và 1.025 đảng viên, giám sát 292 tổ chức đảng và 1.042 đảng viên,
Ủy ban kiểm tra các cấp, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 10 tổ chức đảng và 58 đảng viên. Đã thi hành kỷ luật 151 đảng viên, trong đó có 34 đảng viên bị khai trừ khỏi đảng. Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật đảng được Đảng bộ tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện. Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp đã đổi mới hình thức, phương pháp quán triệt, tuyên truyền, triển khai sâu rộng việc thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra giám sát, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát. Sự vào cuộc quyết liệt của các tổ chức trong hệ thống chính trị nhằm nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra giám sát. Là chúng tôi cũng đã xây dựng cái kế hoạch giám sát thường xuyên đối với đảng viên. Chúng tôi cũng đã giám sát thường xuyên để đánh giá hàng tháng và các đồng chí đảng viên cũng được phân công của chi bộ thì các đồng chí cũng đã báo cáo hàng tháng để chi bộ giám sát thường xuyên để nâng cao được cái nhận thức của các đồng chí đảng viên để thực hiện cái nhiệm vụ được giao trong tháng như là phụ trách các cái hộ để phát triển kinh tế và vận động bà con nhân dân là thực hiện tốt các cái chủ trương chính sách của đảng cũng như là quy định của địa phương. Trong cái việc kiểm tra giám sát thì đã chỉ ra được cái tồn tại, hạn chế và tập thể cá nhân còn vướng trong quá trình để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Sau đó thì Ủy ban kiểm tra và các thành viên Ủy ban kiểm tra cũng đã tham mưu cho Đảng ủy và chỉ ra những cái tồn tại các cuộc kiểm tra đấy về những hạn chế, khuyết điểm, và đại đa số thì các chi bộ và cá nhân được kiểm tra đã nhận thức sâu sắc về cái nhiệm vụ của cán bộ đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ trong chuyên môn rồi cũng như trong ở tại các bản, đặc biệt là những cái chi bộ nông thôn. Sau khi kiểm tra giám sát thì cơ bản các đồng chí cũng đã phát huy tốt các cái nhiệm vụ đã quán triệt và đã khắc phục những cái hạn chế thiếu sót của cá nhân đó mà do chi bộ, cấp ủy và lãnh đạo đơn vị đề ra thì các đồng chí đấy đã nâng cao trách nhiệm tinh thần và khắc phục những cái hạn chế để xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh và cơ quan đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ để đúng theo quy định của ngành. Nhìn từ góc độ lý luận về công tác xây dựng đảng thì tôi xin đưa ra được hai cái vấn đề như sau. Vấn đề thứ nhất là công tác kiểm tra giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của đảng. Muốn xây dựng đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, về tư tưởng, về tổ chức, về đạo đức thì đảng phải coi trọng và làm tốt công tác kiểm tra giám sát. Như vậy, chỉ thông qua công tác kiểm tra giám sát thì mới làm cho đảng trong sạch vững mạnh. Thưa quý vị và các bạn, theo tìm hiểu của chúng tôi thì việc đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ tỉnh trong những năm qua có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đã làm rõ và xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, góp phần phòng ngừa, giữ vững nguyên tắc kỷ luật, kỷ cương của đảng. Về những tác động cũng như những giải pháp để công tác này thực hiện hiệu quả trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sẽ chia sẻ cụ thể hơn trong cuộc phỏng vấn ngay sau đây. Đồng chí có thể cho biết là công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng trong thời gian qua đã triển khai thực hiện đạt kết quả như nào? Nhận thức về công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy, Ban Kiểm tra các cấp đã được nâng lên một cách rất là rõ rệt, nhận thức rõ ràng hơn, đầy đủ hơn về công tác kiểm tra giám sát, về ý nghĩa, vai trò và công tác kiểm tra giám sát trong công tác xây dựng đảng. Cái thứ hai là công tác kiểm tra giám sát đã được chú trọng triển khai một cách đồng bộ toàn diện, từ bước xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra giám sát toàn khóa, cụ thể hóa thành chương trình kiểm tra giám sát hàng năm của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp. Trong đó giám sát đã được mở rộng và kiểm tra đã chú trọng hơn tới các lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, dễ nảy sinh sai phạm như là vấn đề về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, vấn đề về quản lý tài chính ngân sách, vấn đề về quản lý tài nguyên khoáng sản. Và cụ thể như là ngay trong năm 2022 này, hiện nay chúng tôi đang thực hiện các cái cuộc kiểm tra về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản và đã triển khai kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một số lĩnh vực vi phạm về quản lý đất đai và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Cái thứ ba
là đã chú trọng hơn đến việc phát hiện và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm tra giám sát. Và trong năm 2021 thì hầu hết các ủy ban kiểm tra các cấp, cấp tỉnh và cấp huyện đều thực hiện được nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra đối với tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Rất nhiều ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở đã thực hiện được việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên. Tôi lấy đơn cử như là ở Đảng bộ huyện Tam Đường thì đã có 9 trên 11 ủy ban kiểm tra đảng ủy xã đã thực hiện được việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Cá biệt là có những ủy ban kiểm tra đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng cấp dưới. Đây là một những cái điểm rất là mới và nổi bật về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát. Từ những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng thì đã có cái tác động như thế nào đến công tác xây dựng đảng tại các cơ sở đảng trên địa bàn tỉnh? Nhìn nhận, đánh giá và kiểm điểm những mặt đạt được, những kết quả đạt được trong công tác triển khai thực hiện chủ trương nghị quyết của đảng để tiếp tục phát huy, đồng thời phát hiện những cái hạn chế khuyết điểm để có cái chấn chỉnh phòng ngừa và đặc biệt là phát hiện những biểu hiện sai phạm để kịp thời xử lý nghiêm minh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy tổ chức đảng các cấp và thực hiện thắng lợi các cái mục tiêu nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị địa phương. Công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng là một chức năng quan trọng của công tác xây dựng đảng. Vậy thì thời gian tới để thực hiện hiệu quả công tác này, tỉnh sẽ tập trung vào những cái nhiệm vụ và giải pháp như thế nào? Trong thời gian tới thì công tác kiểm tra giám sát của Đảng bộ tỉnh, tôi cho rằng cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp cần quan tâm thực hiện tốt một số cái nội dung như sau. Cái thứ nhất là tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng về công tác kiểm tra giám sát, đặc biệt là những quy định mới về công tác kiểm tra giám sát như quy định 22 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và các hướng dẫn, quy định hướng dẫn về công tác kiểm tra giám sát trong Đảng, là phải quan tâm cụ thể hóa các quy định của Trung ương thành các cái quy định, quy chế, quy trình về công tác kiểm tra giám sát trên địa bàn tỉnh để tổ chức thực hiện một cách đảm bảo đúng quy định. Cái thứ ba là quan tâm xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, đảm bảo bám sát vào phương châm, phương pháp, nguyên tắc của công tác kiểm tra giám sát. Trong đó, giám sát thì phải mở rộng và kiểm tra thì phải trọng tâm, trọng điểm và lấy phương châm là phòng ngừa thì phải từ sớm từ xa, phát hiện thì phải kịp thời và xử lý thì phải nghiêm minh. Cái thứ tư là quan tâm thực hiện tốt công tác phối hợp giữa công tác kiểm tra giám sát của Đảng với thanh tra của nhà nước, công tác điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan chức năng. Gắn với đó là phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, của đại biểu Hội đồng Nhân dân và của nhân dân đối với việc thực thi chức trách nhiệm vụ của tổ chức đảng, đảng viên. Và cái thứ năm là tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các cái quy định của Trung ương về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là chú trọng quan tâm xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cấp ủy, cán bộ ủy ban kiểm tra các cấp để làm sao đội ngũ cấp ủy và cán bộ ủy ban kiểm tra các cấp thực sự có bản lĩnh chính trị, có trình độ chuyên môn, có kỹ năng nghiệp vụ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng trong tình hình mới hiện nay. Vâng, một lần nữa cảm ơn đồng chí với cuộc trao đổi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, là chức năng lãnh đạo của Đảng và cũng là nội dung quan trọng của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Vì thế, khi công tác kiểm tra giám sát được thực hiện tốt sẽ đảm bảo cho chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng, của các cấp ủy và chính sách, pháp luật của nhà nước được thực hiện đúng, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, tăng cường niềm tin cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, huy động được sức mạnh toàn dân hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Phần trình bày của tôi xin tạm dừng tại đây.
Mời quý vị và các bạn cùng đến với phần điểm các nội dung chính đã phát trong ngày. Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ ra quân trực tuyến hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, truyền thông vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Lễ ra quân được triển khai đồng bộ từ trung ương đến cấp tỉnh, cấp huyện trong toàn quốc với chủ đề Bảo hiểm xã hội, điểm tựa của bạn và gia đình. Lễ ra quân nhằm thông tin sâu rộng về ý nghĩa, vai trò, tính nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình và quyền lợi ích khi tham gia. Lễ ra quân truyền thông chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, qua đó khẳng định sự quan tâm sâu sắc, sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đối với sự nghiệp an sinh xã hội cho toàn thể nhân dân. Bằng những giải pháp cụ thể với phương châm chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương có hiệu quả trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, huyện Tân Uyên chỉ đạo các cơ quan ban ngành huyện, ủy ban nhân dân các xã thị trấn thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng chống thiên tai, kiện toàn và chỉ đạo ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện, các xã thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức diễn tập, kiện toàn tổ chức bộ máy cấp huyện, xã, thị trấn. Chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện thường xuyên kiểm tra địa bàn, nắm tình hình cơ sở, báo cáo chính xác thông tin và có kế hoạch di dời khẩn cấp hộ dân vùng nguy hiểm có nguy cơ xảy ra sạt lở đến nơi an toàn. Sau hơn 9 năm xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn huyện vùng cao biên giới Nậm Nhùn ngày càng khởi sắc, hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng khang trang, đường giao thông được bê tông hóa, người dân được tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản. Toàn huyện đã có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, không còn xã dưới 10 tiêu chí. Năm 2022, huyện Nậm Nhùn phấn đấu đạt 15,5 trung bình tiêu chí của toàn huyện. Dù còn nhiều khó khăn nhưng huyện Nậm Nhùn đang nỗ lực quyết tâm thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới. Mục tiêu trong 5 năm, từ năm 2020 đến 2025, huyện phấn đấu không còn xã dưới 15 tiêu chí và thêm một xã đạt chuẩn nông thôn mới. Xác định công tác kiểm tra giám sát có vai trò rất quan trọng là một trong những giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Những năm qua, cấp ủy tổ chức đảng các cấp trong tỉnh đã thực hiện công tác này theo hướng toàn diện, nâng cao chất lượng hiệu quả. Từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, tăng cường niềm tin cho cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng, huy động được sức mạnh toàn dân hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Vừa rồi là phần điểm các nội dung chính đã phát trong ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu.